DT Việt Nam sau những chiến tích đáng tự hào như vô địch AFF Cup 2018 hay vào đến tứ kết ASEAN Cup 2019 đang thật sự là điểm đến đáng mơ ước của nhiều cầu thủ Việt kiều. Rất nhiều cầu thủ sinh ra ở nước ngoài có gốc gác Việt Nam đã và đang bày tỏ nguyện vọng muốn cống hiến sức lực cho chúng ta để theo bước thủ thành Đặng Văn Lâm, người mang hai dòng máu Việt Nga. Một trong số đó chính là Philip Nguyễn. Thủ thành cao đến 1m91 này sinh năm 1992, hiện đang khoác áo Slovan Liberec tại giải hạng nhất Cộng hòa Séc. Anh có bố là người Việt Nam, còn mẹ là người CHZ. Trong lần trở lại Việt Nam mới đây, Philip đã có dịp theo dõi trận đấu thuộc vòng 1 V-League 2019 giữa Thanh Hóa và B Bình Dương. Philip Nguyễn là thủ thành Việt kiều có chiều cao tốt và khả năng phản xạ đáng nể ở CHZ mùa 2018-19. Philip Nguyễn đã có 13 trận bắt chính cho câu lạc bộ chủ quản Slovan Liberec, có tỷ lệ cứu thua cao thứ nhì giải đấu 82,5% và mạch giữ sạch lưới giải thứ nhì 440 phút. Theo trang chuyên về đánh giá chuyển nhượng cầu thủ Transfermarkt, Philip Nguyễn hiện có giá 450.000 euro, hơn 11,8 tỷ đồng. Slovan Liberec, câu lạc bộ mà thủ môn Việt kiều này đang khoác áo, cũng từng gây chú ý khi 3 lần dự vòng loại Champions League và từng vào đến vòng 1 16 Europa League mùa giải 2013-14. Alexander Zhang cũng là một cầu thủ Việt kiều đáng chú ý đang muốn khoác lên mình màu áo đỏ thiêng liêng của DT Việt Nam. Anh có bố người Việt và mẹ người Na Uy. Alexander Zhang sinh năm 1990, cao 1m84, chơi bóng ở vị trí tiền đạo trung tâm cho câu lạc bộ Nesso Trà IL ở giải hạng nhất Na Uy. Hồ sơ sự nghiệp của cầu thủ này rất đáng nể và thậm chí xứng đáng với biệt danh vua dội bom. Trong 177 trận đã chơi, Giang ghi tới 186 bàn, từng là vua phá lưới giải quốc nội Liga Hền năm 2017 với 21 bàn thắng. Trên phép mặc định giá Alexander Giang tới 300.000 euro, hơn 7,8 tỷ đồng, cao bằng thủ thành Đặng Văn Lâm. Cách đây không lâu, hậu vệ cánh dắt Sần Quang Vinh Vẻ Nấn đã bày tỏ sẵn sàng khoác áo nếu như có lời đề nghị. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Pháp này từng khoác áo U16 và U18 Pháp nhưng chưa từng ra sân cho đội tuyển quốc gia. Hậu vệ này hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu cho DT Việt Nam bởi mẹ anh là người Việt, sinh ra tại Việt Nam. Jackson Quang Vinh vẻ nấn trưởng thành từ lò đào tạo câu lạc bộ Sosoak và hiện đang chơi cho đội một Sosoak tại Ligue 2. Sosoak từng có nhiều năm góp mặt tại Ligue 1, hạng đấu cao nhất của Pháp, trước khi xuống hạng sau mùa giải 2014-15. Cầu thủ Việt kiều Jackson Quang Vinh vẻ nấn từng khoác áo U18 Pháp và hiện được định giá tới 600.000 euro. Jackson Quang Vinh vẻ nấn được đánh giá là hậu vệ trái tài năng. Mùa giải này, anh đã ra sân 21 trận cho Sosoak tại Ligue 2. Trang thông tin chuyển nhượng nổi tiếng Transfermarkt định giá anh vào khoảng 600.000 euro, 15,7 tỷ đồng, gấp 4 lần so với Công Phượng, 150.000 euro. Với những tiến bộ trông thấy trong thời gian gần đây, Jackson Quang Vinh vẻ nấn đang hy vọng có thể thi đấu tại giải VDQ Pháp, Ligue 1, trong tương lai gần. Một số cầu thủ Việt kiều đáng chú ý đang muốn khoác áo DT Việt Nam.